lấy một cái ăn thử thôi. Finally found this, guys. Ngon nha, anh Thảo à. Này bỏ sầu riêng nhiều lắm luôn á. Nhưng mà sầu riêng này như sầu riêng gì ta? Bố xoay chim đông. Mấy hát hồ luôn. Ngon quá trời ngon. Em nói là ngon tỉnh như rồi. Em đúng là bà ơi. Ngon, cũng rất là nát luôn mà em nói không ngon. It tastes like what? The frozen ones, like the one that my mom gave us in California. Oh, okay. That sounds good. Yeah. So yummy.